Ở đây Phật dạy rằng Phía khung hòa phước cánh các tác chi Mỗi một người đều đang thi đấu Đều đang cạnh tranh Cạnh tranh không được thì đấu tranh Đấu tranh không được thì phát động chiến tranh Phải tước đoạt Vì thế gây ra thiên tai nhân quả Lại gia tường sớ nói Người đời sát sanh để cúng tế Khi lâm chung gọi là hung Cưới gã dân dân gọi là kiết Người đời làm hai việc như thế Kiết hung là nhân Quả phước là quả Sát sanh tế tự là hung Nghiệp sát chiêu cảm quả báo Ở tam đồ là quả Người đời đều cho rằng Vì cưới gã là kiết Nhưng không biết Vì hỷ sự này mà sát sanh Trái lại thành hung sự Mà chiêu cảm lấy thảm quả về sau Đó là do người đời không hiểu rõ Về thiện ác Mà chiêu lấy ác quả vậy Đây là nói trước đây Có người hiện nay nhìn thấy những dòng chữ này Đều nói đây là mê tín Trước đây con người còn có chút sợ hãi Vì vậy không dám làm quá đáng Có người hiện nay không hề để ý một chút tâm lý lo sợ cũng không có cho rằng bản thân mình làm rất đúng làm được vô cùng huy hoàng lấy đó làm vinh hạnh chiều cảm lấy điều gì Chịu cảm là bệnh tật trong thân tâm của bản thân dịch bệnh Lại chiêu cảm Sự biến đổi của trái đất Thiên tai, nhân quả đều hiển tiền Chiến tranh bùng phá Chiến tranh này là chiến tranh vũ khí hạt nhân Có thể xảy ra không? Rất có thể Chúng ta hãy xem truyền thông đưa tin Có thông tin này Chúng tôi tin rằng đây là điều chính xác Không phải là giả Họ nói toàn thế giới ít nhất Cũng có đến hai ngàn quả bom nguyên tử Bom hạt nhân chuẩn bị phóng Có thể phóng trong vòng 3 phút Có 2.000 quả Một quả bom hạt nhân có thể phá hủy một thành phố Đặt trên bệ phóng chờ phóng Chỉ cần thời gian bà phút Quý vị tự nghĩ xem Thiên tai nhân quả này đáng sợ biết bao Mang đến tai nạn mang tính quỷ diệt Cho nhân loại Không phải là chiến tranh như trước Trước đây chiến tranh không đáng sợ một quả bom nhiều nhất cũng chỉ sát thương một hai chục người mà thôi bây giờ không phải vậy một quả bom hạt nhân ít nhất có thể giết chết một triệu người vì vậy chiến tranh hạt nhân nếu nổ ra người trên thế giới này người chết một ngày phải đến trên trăm triệu mấy trăm triệu người đúng là tiểu tam tai được nói đến trong kinh phật tiểu tam tai hồi trước chúng tôi mới học kinh không hiểu Vì Đức Phật nói với chúng ta Tiểu tam tài thứ nhất là chiến tranh Thời gian là 7 ngày 7 đêm Kiếp bình đào 7 ngày 7 đêm Tiếp đến là dịch bệnh Dịch bệnh là 7 tháng 7 ngày Tiếp theo là đoại kém 7 năm 7 tháng trong kinh là nói như vậy Chiến tranh Trung Nhật 8 năm Đại chiến thế giới lần thứ hai 4 năm Đều không tính là kiếp đào bình Chiến tranh 7 ngày 7 đêm là kiếp bình đào Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Tôi cùng Đạo An Pháp Sư đi thăm nhật bản đến thăm hiroshima thăm nagasaki đây là chuyện của ba mươi năm trước tôi còn nhớ tôi năm đó bốn mươi chín tuổi đến thăm nhật bản năm đó là bốn mươi chín tuổi thiếu một tuổi đầy năm mươi Tôi xem xong bỗng nhiên ngộ ra Thì ra tiểu tam tai là nói về chiến tranh hạt nhân Hiroshima bị bom nguyên tử phá hoại rồi Đúng chính xác năm đó chúng tôi đi là năm thứ 9 Đất đai vừa mới mọc cỏ Đúng là 7 năm, 7 tháng cây cỏ chưa mọc thì người không phải là chết đói rồi sao Chúng tôi đến đó hình như là năm thứ 8 Năm thứ 9 Trên trái đất mới từ từ một cỏ Dịch bệnh là gì Tức là phóng xạ hạt nhân Lúc đó người bị chết chay hơn 80.000 người Người chết lúc đó Ngay cả đầu cũng không tìm ra Đều biến thành tro rồi người bị nhiễm phóng xạ người tử vong vì nhiễm phóng xạ đúng như đức phật nói trong kinh là người chết trong vòng bảy tám tháng rất nhiều thật thê thảm hơn nữa người mà còn sống đến hiện nay thiểu số nhưng đều biến thành ngớ ngẩn nếu quý vị nhìn thấy thì thật tội nghiệp vì thế tiểu tam tai mà phật nói trong kinh giờ chúng ta mới hiểu chiến tranh vũ khí hạt nhân mới là tiểu tam tai ba ngàn năm trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nhìn thấy rồi Đã nói rõ rồi Loại người nào sẽ làm những việc này Người ngu si Họ dám làm Là người minh tường Người thông minh Sao dám làm những việc này Tội ác này không có gì so sánh được tương lai phát động vũ khí hạt nhân Kẻ tham gia chiến tranh vũ khí hạt nhân Đều là A tỳ địa ngục Họ có thể giải thoát được không? Họ có thể đi ra được không? Dù có gây ra những nghiệp tội gì đi nữa Trong địa ngục còn có ngày đi ra Gây ra chiến tranh vũ khí hạt nhân vĩnh viễn không có ngày ra ở đây gia tường đại sư giải thích rằng người thế gian người chết tế tự tế tự sát sanh tế quỷ thần đây là hung giá thứ giống như là kết hôn hiện nay đây là việc tốt người thế gian thường làm hai việc này vì sao vậy sát sanh mời khách ký khung là nhân quả phước là quả sát sanh tế tự là hung nghiệp sát mang lại quả báo là tam đồ người trần gian đều cho rằng lấy vợ gả chồng là ký nhưng không biết được vì hỷ sự mà sát sanh quá ra tạo ác nghiệp điều này quá nhiều quá ra thành việc hùng mà còn mang đến tai họa vô cùng còn có việc mừng thọ Trẻ con đầy tháng Thôi nôi đều chúc mừng Đều sát sanh Đây chính là do người đời không hiểu rõ thiện ác Sẽ chiêu lấy quả báo Đều không biết nếu như biết được nghiệp nhân quả báo chắc chắn họ sẽ không làm như vậy những tập khí này được hình thành trên toàn thế giới không phải là một vùng quý vị có thể thấy ở khắp nơi thân ngu thần ám thần là tinh thần hồ đồ thần tạo ác là thân ngu tâm bất tín là thần ám trong kinh nhân quả nói với chúng ta rằng những súc sinh mà bị sát hại Rất nhiều, rất nhiều Đều là gia quyến thân thuộc của mình đã qua đời Họ đầu thai làm súc sanh Thay đổi thân thể nên không nhận ra Muốn ăn thịt chúng Việc này có thể tin được không? Có thể tin được Đúng là oan oan tương báo không bao giờ dứt